Hai anh em mình là Duy bên Máy Móc Việt Nam. Thì hôm nay mình xin giới thiệu một dòng máy rửa xe mới, chất lượng cao hơn và chỉnh áp được luôn nha anh em, của dòng rửa xe của Detong. Đây là dòng mới nhất thị trường của Detong, vừa mới bung ra trong thời điểm cuối năm, phục vụ anh em vệ sinh gia đình, rửa xe và đánh bay Corona nha anh em. Đây, con này chỉnh áp được luôn, giá cực kỳ mềm so với thị trường. Đây là dòng máy rửa xe lõi đồng của Detong, thì đặc biệt nhỏ gọn và rất là êm nha anh em. Thì anh em mình để sát lại luôn con máy này. Rất là êm, rất là êm, êm cực kỳ luôn. Đây là cái dòng máy êm nhất của Detong từ trước đến nay đưa ra. Đây, máy rửa xe con này chỉnh áp nên anh em mình có thể phục vụ cho vấn đề gia đình, rửa xe, rửa máy lạnh, vệ sinh máy lạnh luôn nha. Thời điểm cuối năm này là thời điểm rất là thích hợp cho anh em mình làm việc. Dòng sản phẩm của Detong này thì đưa ra thì đầy đủ phụ kiện luôn, dây phụ kiện đem đi kèm thì nó đã đính sẵn lên đây rồi. Đó, anh em thấy không ạ? Rồi, cái thứ hai nữa, công suất 2002 đảm bảo cho mọi người vệ sinh là rất là mạnh. Cái hai nữa là máy bền là do là được thiết kế là lõi đồng nha anh em ha. Anh em nào đang có nhu cầu quan tâm thì liên hệ với mình để được sở hữu dòng máy chất lượng này nha.